Lời cầu cứu của một gia đình vừa có một em bé chào đời trong nước lũ ngày hôm qua. Không điện, không có nước sạch, không đồ ăn và tìm mọi cách cầu cứu nhưng không có phương tiện nào có thể tiếp cận. Và thật may mắn, hai chuyến hàng cứu trợ gồm sữa, nước sạch, sạc dự phòng, bánh đã được gửi đến người cần hỗ trợ. Đoàn mình chưa có cái phương án trước đâu. Thế là khi nghe tin có lũ và bên mình xem trên các mạng xã hội này, trên TV thì thấy là mọi người đang huy động rất là nhiều xuồng này và nhiều những cái bác lái xuồng để đi cứu người dân, thì bên mình cũng nảy ra một ý tưởng ngay lúc đấy thôi, là dùng máy bay để có thể cứu trợ và kéo dài cái sự sống của người ta nhất có thể trong cái lúc mà chờ nước rút. Thì bên mình có nảy ra cái ý tưởng là dùng máy bay để mang những cái vật tư đi vào và mình lên đường luôn thôi, huy động toàn bộ anh em lên đường. Trong điều kiện tiếp cận khó khăn các vùng ngập sâu, nhóm thiện nguyện từ Hà Nội đã dùng máy bay không người lái cùng lực lượng chức năng vận chuyển nhanh chóng các túi hàng cứu trợ đến người dân. Ưu điểm của thiết bị này là có thể tiếp cận được các khu vực xa, ngập sâu nhất, không tốn quá nhiều công sức, tiết kiệm chi phí mà hiệu quả cao. Thì cái team của mình là sẽ hỗ trợ mọi người đến đây để di chuyển, tức là thiết kế đồ ăn, đồ nhu yếu phẩm bằng cách là sẽ bay flycam để đi vào tận nơi, vào những cái khu vực mà rất là khó có thể có cái phương tiện nào có thể đưa vào được, ví dụ như xuồng hay là thuyền đều rất là khó có thể đưa vào được, thì bọn mình sẽ hỗ trợ đưa những cái đồ nhu yếu phẩm đến tay những cái người cần thiết. Ngoài vận chuyển hàng hóa, máy bay không người lái có thể vào cả những khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai mà các phương tiện khác khó tiếp cận, nhằm tìm kiếm người bị mắc kẹt. Được biết, đoàn thiện nguyện sẽ tiếp tục di chuyển đi Lào Cai để hỗ trợ người dân vùng khó khăn.